Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ Phùng Văn Bằng thực hiện ca kế chỉ cho bệnh nhân Nguyễn Đăng My đến từ Tây Linh. Bệnh nhân mắc bệnh thoái hóa cột sống cổ, hội chứng thắt lưng hông, thoái hóa khớp gối hai bên, viêm xoang. Thưa quý vị, tình trạng thoái hóa cột sống thường bắt nguồn từ những nguyên nhân chủ quan, thói quen sinh hoạt hay vận động. Do đó, đây là căn bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa. Viện kế chỉ Hải Thượng Đàn Ông đưa ra một số phương pháp sau nhằm ngăn ngừa hoặc tránh cho bệnh diễn tiến xấu. Bệnh ở mức độ nhẹ, người bệnh cần nghỉ ngơi, thư giãn, kết hợp liệu pháp xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu hay tập luyện nhẹ nhàng cho vùng cổ đúng phương pháp. Người bệnh nên sử dụng đai bảo vệ cổ một thời gian để hạn chế chuyển động xấu của vùng cổ và giữ tư thế sinh lý đầu cổ. Bệnh thoái hóa cột sống cổ kèm chứng rễ thần kinh do lồi, thoát vị đĩa đệm. Ngoài việc dùng các liệu pháp phục hồi chức năng, người bệnh cần được kéo giãn đốt sống cổ và thư giãn, tránh các tư thế đầu cổ sai lệch hoặc tăng trọng tải lên vùng cổ. Thay đổi tư thế. Nếu tư thế ngồi làm việc sai lệch hoặc có thói quen ngồi xem truyền hình quá lâu, bạn nên có sự điều chỉnh phù hợp. Không nên có tác động vặn bẻ cổ đột ngột khi thấy mỏi, bởi tất cả các động tác này sẽ làm tăng tình trạng thoái hóa đốt sống cổ. Không khiêng, vác, đặc biệt là đội vật nặng trên đầu. Thay đổi tư thế khi ngủ. Hãy thường xuyên thay đổi tư thế khi ngủ, tránh nằm chỉ một hoặc hai tư thế sẽ rất dễ bị vẹo cổ. Không nằm sấp, tư thế này sẽ khiến cho cổ bị gập xuống, rất dễ gây lên chứng thoái hóa cột sống cổ. Cần có chế độ luyện tập thể dục thể thao nhẹ nhàng kết hợp với massage vùng đầu cổ. Nếu là nhân viên văn phòng, thường xuyên làm việc với máy tính, bạn nên lưu ý những điều sau để tránh nguy cơ bị cột sống cổ. Nên ngồi sao cho khoảng cách từ mắt của bạn đến màn hình máy tính là khoảng 50-66cm và đặt màn hình dưới tầm mắt khoảng 10-20 độ. Bạn không nên để màn hình máy tính ở vị trí quá cao hoặc quá thấp so với tầm mắt của mình. Sắp xếp hợp lý nguồn ánh sáng, chọn những đồ nội thất không phản chiếu ánh sáng, giảm ánh sáng và sự chiếu sáng của màn hình máy tính. Các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng máy tính có màn hình lớn, tối thiểu là từ 17 inch trở lên và chỉnh zoom cho phù hợp. Điều này không chỉ giúp đôi mắt không phải điều tiết quá nhiều mà còn giúp bạn không phải khom lưng, cúi xuống để có thể nhìn rõ, tránh các cơ cổ không bị căng, mỏi. Hãy để màn hình máy tính thẳng trước mặt bạn, không để lệch sang một bên. Khi ngồi làm việc, bạn nên chỉnh ghế ngồi sao cho. Khi ngồi làm việc, hai cẳng tay của bạn song song với nền nhà. Bạn cũng nên nhớ luôn giữ thẳng lưng và hai vai, giữ ngang bằng. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng kẹp hồ sơ khi đánh máy, thì kẹp này nên để càng sát màn hình càng tốt. Massage cổ cũng là một trong những cách giảm đau trong vùng cổ rất hữu hiệu. Massage giúp giảm đau. Đầu tiên, bạn hãy massage từ vùng sau cổ, xoa bằng hai tay hoặc một tay. Lòng bàn tay áp sát vào cổ, di chuyển từ phần chân tóc ở gáy xuống lưng và phần khớp vai. Sau đó, dùng cạnh của lòng bàn tay và ngón cái bóp mạnh. Bạn dùng lòng bàn tay day nhẹ từ gáy xuống cổ. Thực hiện các động tác xoa bóp này trong khoảng 1-2 phút. Dùng ngón cái, ngón trỏ tay phải tìm đốt sống thứ 7, to hơn các đốt sống khác và xoay xung quanh vị trí này. Để tránh bị thoái hóa cột sống dẫn đến thoái hóa cột sống cổ, bạn cần tạo lập những thói quen bảo vệ sức khỏe ngay từ bây giờ. Bạn không nên ngồi quá lâu, thường xuyên xoay, cúi gập cổ kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, tập luyện thể dục thường xuyên. Như quý vị cũng đã biết, Thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng, Giám đốc Viện Kế chỉ Hải Thượng Đàn Ông, là một bác sĩ giỏi, chuyên ngành cơ xương khớp tại Việt Nam. Cả cuộc đời ông gắn bó với nghề y, với nhiều công trình y khoa ứng dụng thành công, là người đầu tiên tiên phong trong việc áp dụng phương pháp kế chỉ cắt hút và huyệt đạo, mở ra một hướng đi mới, một cuộc cách mạng đột phá của ngành y trong việc điều trị xương khớp, thoái hóa, thoát vị mà không cần phẫu thuật. Ông đã thành lập ra Viện Kế chỉ Hải Thượng Đàn Ông, một trong những viện kế chỉ hàng đầu tại Việt Nam, nơi quy tụ những thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ đầu ngành về kế chỉ và đã điều trị thành công cho hàng triệu bệnh nhân mắc cơ xương khớp trên khắp cả nước.
Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.